280, tem bảo sắc một chậu ghép tròn như thế này. Riêng về những dòng rễ gió như thế này thì anh chị nhà mình cũng thấy nó cực kỳ khỏe luôn. E1 nha cả nhà ơi. Giá thì lúc nào cũng cụ thể cho cả nhà tham khảo thoải mái. E2, giò này thì sum hơn nha, 350. Tem bảo sắc luôn, riêng về những cái dòng như thế này anh chị nhà mình xem nè. Quá là đã luôn ha, bộ rễ cây thuần khỏe luôn rồi, 350. Tiếp tục E3 nè, E3 phi điệp tím mà mùa này mà có nụ thì rất là ít nha cả nhà. Hiện tại là đang nụ nè, và những thân nó đang thắt đọt, chuẩn bị cho nụ luôn cũng có. Đây, hiện tại em đang có hai chậu. Đang có hai chậu đang nụ như thế này. Rồi mã E3 220 một chậu cả nhà nha. 220 một chậu, hiện tại là đang nụ nè, đang xuống lá cho hoa nè, mầm gốc cũng đang lên. Nói chung là đầy đủ combo luôn. Cái này thì anh chị nhà mình về để bàn đi. 220 một chậu thôi, giá rất là ok luôn rồi. Rồi mã E4 chậu, một chậu rất là sum. Mầm tơ nè. Mầm tơ là những cái mầm mà tiếp tục năm sau cho hoa tiếp, mà cả nhà mình thấy một cái chậu rất là sum. Rồi E4 260, hiện tại cũng đang có nụ luôn. 260, giá rất là ok luôn rồi. Phí ship thì chỉ có 30 ngàn thôi cả nhà ha. Anh chị nhà mình có thể lấy 2-3 chậu. Đó, phí ship vẫn 30, rất là hợp lý. Rồi E5, E5 này là hồng nhạn. Một dòng cái hồng nhạn, cái hoa nó cánh phớt hồng rất là dễ thương. E5, 350. Rễ gió luôn, có tem đầy đủ nè, tem lan đầy đủ về cái dòng hồng nhạn luôn. Rồi E6, hỏa hoàng cam, rực rỡ vô cùng. Một cái giò như thế này thì nó ghép tròn rất là nhiều lan. Vào mùa hoa, anh chị nhà mình ngắm cái mùa hoa của nó thì cả nhà mình sẽ làm động lực để mình chăm những cái giò lan tốt nha. E6, 490. E7, cái này là quế tím. E7 quế tím, một giò như thế này thì nhìn em ôm một vòng ôm nè, rất là sum cây. Giò này sum cây lắm, lá ngọn đang đi xanh khỏe đẹp. E7, 850. Cái giò này thì em ghép lên đế gỗ rất là bài bản nha cả nhà. Rễ gió thì anh chị nhà mình chỉ cần lưu ý là tưới nước, độ ẩm đầy đủ cho nó là ok rồi. Rồi tiếp tục E8, đuôi gà. Dòng này hoa tím đậm đẹp nha. Hiện tại mầm tơ đang đi cao khỏe nè. Một giò này thì tròn xòe. Nhìn thấy đâu cái mầm xanh thì anh chị nhà mình biết cũng cây đang đi ngọn rất là đẹp luôn rồi. E8, 490. Một giò hoa lan đùi gà. Tiếp tục hoa lan đuôi chồn ghép lên trên một cái đế gỗ. Hoa lan đuôi chồn thì dòng này thì cũng là những dòng rễ gió. Anh chị nhà mình muốn chăm sóc thì có thể tham khảo thêm những dòng rễ gió như thế này. Nó sẽ rất là ok luôn. E9, 650. Một giò hoa lan đuôi chồn như thế này. Form lá đang đi lá ngọn đẹp nè. Xòe lá đẹp. Em ghép lên đế gỗ, ghép tròn cả nhà ha. Tiếp tục một giò hoa lan cẩm báo. Cẩm báo này thì bộ rễ thì cực kỳ khỏe. Anh chị nhà mình nhìn những cái đầu rễ nè, toàn bộ đều đang đi rễ ok, lá ngọn cũng đang đi. Còn riêng về những cái dòng như thế này nè, cái hàng nó khai thác về, nó sẽ có những cái lá mà nó bị lỗi hay bị dập như thế này, thì cả nhà mình cứ bình thường ha, cứ để nó nước non đầy đủ, nó sẽ còn hồi, chứ đừng có vặt đi cả nhà ơi, uổng lắm nha. Lưu ý. Rồi E10, 480. Hoa lan cẩm báo, dòng này thì hoa của nó là nở rất là bền, rễ gió thì lại dễ chăm sóc. E11, hoa lan cẩm báo, 650. E11 cả nhà ha, cái giò này thì size sum hơn, size cây to hơn nè, cây sum hơn nè. Còn toàn bộ là rễ, nhìn cái rễ như thế này thì cả nhà mình có gì nữa đâu mà lo lắng. Hoa lan kiều tím ghép gỗ E12. Trời ơi, quá trời đẹp luôn. Ghép lên gỗ là cả nhà mình sẽ thấy nó đẹp đúng không? Nó đẹp theo kiểu tự nhiên nè. Đây là những cái mầm tơ mới lên này cả nhà. Kiều tím rất là khỏe luôn, ghép gỗ E12, 750. Một giò như thế này thì anh chị nhà mình so sánh với em nè. Phí ship thì 30 thôi, phần ship thí hỗ trợ nhiều cho ghép những cái giò ghép gỗ như thế này. Nó nặng lắm cả nhà ha. E13, ui, một giò hoa lan đuôi chồn. Giò này giá 750. Giò này thì ghép gỗ này cả nhà ha, nặng nè và rất là nhiều lan luôn. Tới cái mùa hoa chồn mà cho ghép gỗ mà cho hoa nó thòng xuống thì đẹp lắm. Quế trắng tháng 8, hiện tại đang có nụ. Mùa này thì ít dòng có nụ mà có quế như thế này thì rất là đẹp cả nhà ơi. Một giò thì khá là sum cây, cây lớn cây nhỏ nè, tạo đồ sum cho một cái giò hoa lan và hiện tại đang nụ nha. Mã E14, 850. Đẹp đúng không cả nhà? Dòng những dòng như thế này là đang có nụ thì cả nhà ơi, về nhà nhớ để bàn đi. Mình chơi hoa xong rồi bắt đầu mình về mình treo lại trên vàng mình tưới nước nha. Rồi tiếp tục E15. E15 cái này một giò hoa lan Mỹ Dung. Giò này thì anh chị xem nè, em ghép lên cái đế gỗ nè, nhìn bộ rễ nó đang bám vào như thế này, rễ trắng rất là khỏe. E15, 530. Một giò hoa lan Mỹ Dung.
Nếu mà muốn sưu tầm những cái dòng mà rễ gió, thứ nhất là dễ chăm sóc, thứ hai mà hoa thơm, cả nhà mình có thể tham khảo Mỹ Dung nha, hoa rất là thơm. Rồi E16 thì em đang có một cái chậu nhãn tháng 8, hiện tại đang có nụ trên thân này cả nhà, đang có nụ trên thân. Giò này thì khá là nhiều cây, phong cây nè, lớn nhỏ đều có đủ, phong cây lớn nè, bên đây cây vừa, cây trung nè, đó, cây đang có nụ bên đây nữa. Quay cây rất là cụ thể để cho anh chị nhà mình. Giò này E16 giá 1.500.000, hiện tại đang có nụ thì anh chị nhà mình cứ yên tâm mà sưu tầm. Cây thuần khỏe lâu năm, lên trên một cái đế gỗ nữa nên là anh chị nhà mình để bàn rất là hợp lý. Hoa rất là thơm nha. Rồi E17. E17 cái này là một giò hoa lan hỏa hoàng tím, hay còn được gọi là hoàng yến cả nha. E17 ha. Đẹp ha. Ghép lên đế gỗ này, nói chung là toàn bộ bên em đều ghép nó rất là kỹ. Nó lên đế gỗ nó kỳ công hơn, đóng gói nó cũng nặng hơn, nhưng mà được cái là lên form rất là đẹp. 750 hoàng yến cả nhà ha. Dòng này thì cũng khá là hiếm hàng luôn. Rồi có một cái mã gần cuối, một mã gần cuối sơn thủy tiên. Mã này giá mềm rẻ anh chị nhà mình sưu tầm nè. E18 191 chậu sơn thủy tiên, hiện tại mầm tơ đang lên nhiều nha. Mã này mà sơn thủy tiên anh chị nhà mình sưu tầm 190 là giá rất là ok luôn rồi. E19 cầm báo mà anh chị nhà mình muốn sưu tầm những giò to nè. Giò này to ghép gỗ cả nhà ha. Dòng này thì cực kỳ khỏe luôn rồi. Anh chị mình nhìn rễ nè, rễ mà nó còn xương cá như thế này nữa nè. Đẹp ha, nhìn bộ rễ thì cực kỳ khỏe luôn rồi. Một giò này thì bằng một ôm của em luôn. E19 giò này giá 1.200.000. 1.200.000 cái giò này thì form cây to. Riêng về những dòng này thì em cũng sẽ tư vấn cho anh chị nhà mình nếu yêu thích những dòng dễ chăm sóc. Nhưng mà lưu ý giùm em là cái hàng khai thác về ha, có những lá chân như thế này không vấn đề gì hết cho em nha. Em cũng phải tư vấn kỹ, tại vì nhiều anh chị nhà mình mà muốn yêu thích nhưng mà chưa có kinh nghiệm gì nhiều về chăm thì em cũng vẫn rất là chia sẻ rất là rõ. Còn tiếp tục sơn thủy tiên, đây là một cái giò lớn ghép gỗ. Cái này thì so với người giúp em nè. Giò này E20 giá 1.350.000. Bộ rễ cực kỳ khỏe luôn cả nhà ơi, bám lên trên khúc gỗ rất là khỏe. Cái này thì anh chị nhà mình lưu ý giúp em là tưới nước đậm một chút nha. Tại vì mình tưới sơ sài á, trên gỗ nó trôi nước thì nó sẽ không giữ được cái độ ẩm cho nó. Hiện tại mầm tơ đang lên rất là nhiều. Giò này đẹp lắm cả nhà ơi. Tới tháng 2 thì cho hoa rực rỡ luôn, sơn thủy tiên, hoa vàng và hoa rất là thơm.